ích tuyệt vời của cây hương thảo. Cách làm rượu pha trà hương thảo. Chúng ta đều biết hương thảo thường được dùng như loại gia vị quen thuộc trong chế biến thực phẩm. Ngoài tác dụng làm gia vị, lá hương thảo mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Theo đông y, hương thảo có vị chát, mùi thơm nồng, tính ấm nóng, tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, hoạt huyết, tẩy uế trọc, có lợi cho sức khỏe tim mạch, kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, lợi mật, lợi tiểu, nhuận trướng. Hợp chất trong cây hương thảo có tác dụng chống viêm sưng, chống oxy hóa, kích thích tuần hoàn máu lên não, giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung, giúp chống rụng tóc và mau mọc tóc, giúp khử trùng đường hô hấp và làm long đàm. Người ta thường dùng hương thảo trong các trường hợp cơ thể suy nhược, làm việc quá sức, choáng do huyết áp thấp, người mệt yếu do tuần hoàn kém, mau quên, ăn uống không tiêu, đau nhức cơ, thấp khớp, viêm họng, nhức đầu, căng thẳng thần kinh, trầm cảm, lo âu và mất ngủ, trí nhớ giảm sút. Hương thảo được dùng dưới các dạng ngâm rượu, cồn thuốc, nước trà hoặc chiết tinh dầu để xoa bóp ngoài da. Cách ngâm rượu, dùng 200g lá hương thảo khô ngâm với 1 lít rượu trắng trên 40 độ, bảo quản trong chai thủy tinh đã được khử trùng, cất nơi khô ráo. Tránh ánh nắng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2ml rượu thuốc pha với nước sôi để nguội, giúp tăng cường sức khỏe, chữa căng thẳng thần kinh, tiêu hóa kém. Cách pha trà, dùng 1 thìa cà phê lá hương thảo khô, hãm với 200-250ml nước sôi, chia 4-5 lần để uống trong ngày. Bạn cũng có thể pha thêm mật ong, siro hoặc đường nếu muốn uống ngọt. Các hợp chất trong hương thảo được chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn. Hai hợp chất được nghiên cứu nhiều nhất trong cây hương thảo là axit rosmarinic và axit carnosic. Trà hương thảo có tác dụng giảm nhức đầu, tăng tuần hoàn máu, tăng huyết áp, giúp tăng tiết mật và lợi tiểu. Uống trà hoặc hít hợp chất trong cây hương thảo đã được chứng minh là có tác dụng giảm lo lắng, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và trí nhớ. Xoa nhẹ nước hãm thuốc này lên da đầu để kích thích mọc tóc. Nước sắc lá hương thảo dùng súc miệng để chữa loét miệng và viêm tuyến nước bọt. Tinh dầu hương thảo dùng xoa bóp giúp giảm đau cơ do thấp khớp, sưng đau do bong gân. Pha vào nước tắm 3-4 giọt giúp sảng khoái tinh thần, thư giãn cơ thể, giảm stress. Lưu ý, không dùng hương thảo cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, những phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người có cơn động kinh, những người quá nhạy cảm với tinh dầu hương thảo. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và đời sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.